Bác nào trồng hồ điệp có gặp cái tình trạng như em không? Cây rụng hết lá này, thối ngọn. Đấy. Chắc là mọi người trồng dù nó nhiều hay ít thì cái hiện trạng này cũng gặp thường xuyên thôi. Tại vì nó rất là phổ thông ở hồ điệp, mà nhất là trong cái mùa nắng nóng mưa ẩm như thế này. Cây rất là dễ bị nhá. Thì với hiện trạng những cái cây như thế này ấy, thì mọi người chưa cần vứt bỏ đâu. Đấy. Mình vẫn có thể tái sử dụng nó được. Tại vì cái dòng đơn thân này là khi mà nó bị mất ngọn hay là cái đỉnh sinh trưởng ấy thì nó sẽ kích thích cái cây mẹ nó đẻ ra một cây con mới nhá. Thì mình vẫn sử dụng được. Đấy, mình nuôi lại cây con. Nuôi lại cây con nó mọc trên cái thân cây mẹ nhá. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ mọi người để làm sao mình phục hồi cái cây để cho nó ra cây con nó tốt nhất. Thì ở đây em có hai cây nó bị thối rồi. Đấy, thối uy tín luôn. Cây này còn độc một lá này, mất ngọn. Cây này thì có vài cái lá nhưng cũng mất ngọn rồi. Đó. Thì hai cây này thì trước hết là mình không cần phải trồng lại nó đâu. Đợi khi nào ra cây con ấy chúng ta trồng lại sau. Đấy. Trường hợp mà gặp những cái cây như này thì thường là khi mà chơi hoa sau Tết ấy. Đấy. Mọi người hay bỏ đi những cái gốc hồ điệp bởi vì nó để thời gian sau Tết nó lâu ở trong nhà mà thì thường nó hay bị như này. Thối hỏng các thứ. Thì về nhà mình sẽ chăm sóc lại nhé. Đó, và khi nào mà nó ra cây con ấy thì mình sẽ trồng vào chậu. Đấy. Còn bây giờ ấy thì trước mắt ấy là mình sẽ làm sao để cho cái cây này nó hết bệnh. Đấy, hết thối nhũn nấm bệnh. Mình sẽ phun cái này nhé. Đây, ở đây thì các bác thì phun cái loại nào cũng được. Nhưng em thì hay dùng cái loại Kikinbun này. Đó. Mình phun cho cây tầm như cái cây bị bệnh ấy, thì phun tầm khoảng 6-7 ngày một lần. Đấy. Còn với những cái cây mà nó chưa bị bệnh ấy, mà các bác muốn phòng bệnh ấy, thì cái loại này mình có thể phun 10 ngày cho đến nửa tháng. Thì mình phun cho nó nhé. Tầm khoảng 1-2 lần ấy là gần như những cái vết thối nhũn này này nó đã hết rồi. Đấy, với những cái lá mà nó đốm đốm xanh này là em đã phun cái Kikinbun rồi đấy, là nó sẽ khỏi rồi nhá. Tất nhiên là cái cây mẹ nó đã chết rồi nhưng mình cần phải làm cho nó sạch bệnh để khi nào mà nó lên cái cây con thì nó đỡ bị lây bệnh sang cây con đấy, để cho cái cây con nó đỡ chết. Trước hết là mình phải xử lý bệnh của cái cây này nhá. Thứ hai ấy là mình cung cấp những cái dinh dưỡng để làm sao cho cái sức khỏe của cây mẹ nó tốt đấy. Thì cây này thì mình ở đây thì em chủ yếu là em tưới B1 thôi, B1 và kèm theo một ít hùng nguyên. Đấy, còn những cái loại phân bón khác thì tạm thời bỏ qua tại vì cái cây này nó đang ở trong tình trạng nó ngấp ngoài rồi. Đấy, thì mình chủ yếu là tưới cái phân bón lá vào thôi để cho cây mẹ nó khỏe. Thì chúng ta sẽ để khi mà mình chữa sạch bệnh nó nhá thì mất ngọn này trong khoảng thời gian từ khoảng 20 ngày cho đến 1 tháng ấy nó sẽ lên được cây con. Đấy, khi nào lên cây con ấy thì chúng ta bắt đầu trồng vào chậu nhá. Đó. Thì cây này mình cứ để nguyên này thôi, để vào một chỗ gọn gàng nào đấy và thỉnh thoảng tưới cái Kikinbun này cho nó để cho cái cây nó không bị thối nhũn lại nhá. Đó. Thì tầm khoảng là 20 cho đến 25 ngày ấy, thì nó sẽ bắt đầu lên cây con. Đấy, khi nào lên cây con thì em sẽ quay lại cho mọi người nhá. Và khi lên cây ấy, thì mình mới bắt đầu trồng vào chậu. Và đây là hai cái ống cây của em nhá, hai cái ống cây thối ngọn đây. Quên mất không quay cho các bác sớm, đây là khoảng thời gian từ 2 tháng rồi. Đấy, từ lúc mà nó bị thối ngọn ấy, mình chăm sóc lại nó thì nó lên cây mới rồi. Đấy. Thì cái cây mới này nhá, nó sẽ được cái ưu thế là nó có cây mẹ nó nuôi. Đấy, có sức khỏe của cây mẹ nó nuôi thì nên là cái cây con này nó lớn rất là nhanh. Lớn rất nhanh luôn. Đấy, thì khi mà nó bắt đầu mà có rễ này, bắt đầu cây con nó có thể ra cái rễ mới này chứ không phải rễ của cây mẹ nhá. Cây con nó bắt đầu chuẩn bị ra rễ mới này. Đấy. Thì mình sẽ sang chậu cho nó, mình sẽ trồng cái cây này vào chậu. Trồng vào chậu thì em hướng dẫn mọi người nhiều lần rồi. Đấy, các bác thích trồng kiểu gì thì trồng. Đấy, có thể trồng vào một cái chậu bí xinh xinh như thế này. Đó, mình bóc ra. Đấy, cây mẹ này thì đã xử lý sạch bệnh rồi. Trong cái quá trình mà mình chữa bệnh cho nó ấy, để chờ nó lên cây con ấy, thì gần như cây mẹ bây giờ nó sạch bệnh rồi. Thì mình chỉ có tháo giá thể ra thôi. Tháo giá thể và đặt vào trong cái chậu này. Thêm một ít cái vỏ thông vào là ok. Đấy. Mình chỉ cần thêm vỏ thông vào như này thôi. Khi mà cây nó ra cây con rồi thì mình trồng lại nhé. Đấy, thì cây con nó sẽ là dần dần này, cái rễ của nó mới ra này, nó sẽ bám được vào cái giá thể này thì cây nó sẽ phát triển rất khỏe. Đặc biệt là cái cây con này thì nó sẽ phát triển nhanh lắm bởi vì nó có cái dinh dưỡng của cây mẹ nuôi mà, nó phải lớn nhanh gấp 2, gấp 3 lần khi mà mình trồng từ một cái cây hồ điệp con ấy, trồng từ một cái cây mô ấy. Đấy. Cây này nó phải lớn gấp đôi luôn, nó vừa hấp thu dinh dưỡng bên ngoài mà nó vừa có cái thân mẹ nuôi. Thân mẹ nó chết rồi mà. Thân mẹ nó chết mà từ lúc nó thối ngọn rồi. Đấy là nó kích thích đẻ cây con từ lúc đấy.
thì mình cứ bỏ giá thể vào bình thường như này thôi. Đấy, cái này không cần thiết nữa, những cái rễ của cây mẹ này thì cứ kệ nó thôi. Đấy, nó sống được cái nào thì sống, chết cái nào thì chết. Đấy, quan trọng là cây mẹ bây giờ nó nuôi con đến cái tầm này rồi ấy, là cái cây con nó bắt đầu nó ra rễ, khi nó bám vào giá thể ấy, nó sẽ tự phát triển. Đấy. Khi mình phục hồi lại như này thì mình đỡ phí cái cây. Cái cây mọi người vứt bỏ nó sẽ phí. Đấy, mình để nó lên được cái cây con như này ấy, thì mình lại chơi lại được. Cây con này Tết thì nó lại đẹp thôi. Đấy. Khoảng vài tháng nữa thì Tết thì cây nó lại đẹp tuyệt vời. Đấy. Cây con lớn nhanh cực kỳ luôn, mới được có 2 tháng này mà cây lớn cực kỳ. Đây, với cây này thì cũng vậy. Cây này 2 tháng này, lớn này, bắt đầu ra rễ rồi này. Đó, bắt đầu ra rễ rồi, đẹp rồi. Đây, cái cây mà cách đây 2 tháng mà thối nhũn này, có độc lá này. Đấy, thối ngọn đấy. Bây giờ lại lên cây đẹp, khỏe đẹp, mình lại chơi được. Đấy, đặc biệt ý, với bác nào mà cây nó không bị thối nhũn ấy, mà những cái cây nó quá già rồi, nó sắp cằn cỗi rồi, đó, thì cần thay bỏ rồi ấy, mà các bác mà muốn tận dụng lại ấy, thì mình có thể trực tiếp vặt cái ngọn đi nhá. Đấy, nếu mà không chờ nó thối nhũn ấy, thì mình không rủi ro bị thối nhũn, thì mình có thể vặt cái ngọn đi cũng được để cho lên cây mới. Đấy là với những cái cây mà nó quá già và nó xấu, ví dụ như nó bị rụng hết lá chân, trông nó quá xấu xí rồi ấy, thì mình có thể vặt đi, thì nó lên cây con ấy, cái cây con nó phát triển nhanh cực kỳ luôn. Cây mẹ nó càng khỏe thì cây con nó sẽ phát triển càng nhanh. Đấy, với những cái cây hồ điệp mà nó già nó xấu ấy, thì những cái cây nó khỏe lắm, nó rất là khỏe nhưng trông nó xấu thôi. Thì khi mà mình vặt bỏ cái ngọn này này, nó sẽ đẻ cây con ấy, thì cái cây con thì nó hấp thu dinh dưỡng nhanh cực kỳ luôn. Đấy, nó nhiều dinh dưỡng từ cây mẹ, nó sẽ phát triển nhanh lắm. Chả mấy là mọi người lại có một cái cây to đẹp. Đấy, nó lại thành cây tơ, chúng ta lại tái sử dụng nó tầm khoảng 4-5 năm nữa. Chứ những cái cây hồ điệp mà trồng 4-5 năm nhé, nó sẽ già, nó sẽ cao nhằng lên, và nó già và nó rụng hết lá chân, trông nó xấu xí cực kỳ luôn. Thì mình có thể áp dụng cái cách đấy để mình chơi lại những cái cây tơ như này. Đấy, nó lại thành những cái cây tơ như này. Thì với những cái cây hồ điệp già to ấy, thì 2 tháng thì thậm chí cái cây của nó sẽ đẻ ra to hơn như thế này rất nhiều. Đây là cây hồ điệp của em vừa thôi, mà nó lại trong tình trạng là hấp hối rồi. Đấy, mà nó vẫn nuôi được cái cây con tốt như thế này. Thì khi mà những cái cây già các bác vặt bỏ ngọn ấy, nó phát triển nhanh lắm, nhanh tuyệt vời luôn. Đấy là áp dụng với những cây mà muốn phục hồi và tái sử dụng nhé. Chúc các bác là trồng được một cái cây nó khỏe đẹp đấy, và sử dụng được mãi mãi. Em chào mọi người.